Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xem bài dịch đang bơi lội trên sông nữa bạn, mà cũng bài dịch này đang lùa về đang mà lên gã đi chuyển động nha các bạn. Xong nhìn đẹp quá. Dịch này người ta nhậm hồi đang phân biệt với các cái loại dịch khác, khi đi đồng lên đồng cái bên đó nhập cái lưới rồi cái gì nó gắt nó nhập qua nên lộn xộn rồi biết buồn bắt về. À, dịch đẹp ha. Số tự nó bãi bên bãi nó lên bên bãi vậy rồi. Bây giờ dịch lên chuồng, bây giờ đang đếm các bạn kiểm dịch kiểm rồi dịch còn nhiều hình như là bán nữa. Thank you.
quán lại không nội, con cho đi dạy lại chút đi. Con đi lên lên đất người khác đó đâu. Khi mà dọn dẹp xong rồi thì bắt đầu đứng lại nữa các bạn. Con nào xấu quá bỏ lại đó các bạn. Giờ sau khi dẹp xong giờ đứng lại còn gì không?